Khanh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với Nhất Anh và anh Trần Nguyên Thắng. Nhanh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, hình như là anh Thắng mới đi đâu về phải không anh Thắng? À, chúng tôi mới trở về chuyến đi từ bên Trung Đông. Dạ. Thì đó cũng là một cái hành trình mà tôi tương đối với cá nhân tôi cũng khá thích thú về cái hành trình đó. Dạ. Chúng tôi có dịp đi qua bên Do Thái, đi qua bên Jordan và Egypt. Dạ. Và đó là một cái con đường mà có lẽ cách đây hơn 2.000 năm có rất là nhiều người cũng đã đi qua đó, và đó cũng là để lại cho con nhân loại những cái dấu vết về tôn giáo rất là lớn hiện nay. Yeah. Thì đó là con đường du lịch cũng khá là thích thú. Nếu mà Nhất Anh thích tìm hiểu về bên tôn giáo, hoặc là thích tìm hiểu về những cái địa danh mà trong Thánh Kinh đã có để lại, thì đó là một cái địa điểm mà chúng ta nên đến. Dạ, thì trong những lượt dịp trước thì mình đã nói về Egypt rồi, mình có đi nói về Ai Cập và cũng nói về Israel rồi, nhưng mà có một, nãy anh Thắng có nói tới một nước nữa, đó là Jordan. Thì có vẻ như là hơi xa lạ đối với anh, và có thể là đối với một số khán giả của mình nữa. Vậy thì mình nói về Jordan trong ngày hôm nay được không anh Thắng? Được, chúng ta có thể đi vào câu chuyện với cái đất nước Jordan. Hiện tại thì chúng ta gọi đất nước này là Jordan. Thế tuy nhiên chúng ta để ý lại trong cái lịch sử của thế giới một chút xíu đó, thì Jordan là một đất nước mà trước cái đệ nhị thế chiến kết thúc đó, thì cái tên của nó nằm trong một cái khu vực nó gọi là Transjordan. Transjordan đó là một cái khu vực của người Ả Rập ngày xưa, và trong cái khu đó thì nó bao gồm tất cả những cái xứ mà bây giờ bị chia ra nhiều đó. Và dĩ nhiên cái khu vực Transjordan nó bao gồm cả cái con sông Jordan River, nó bao gồm cả cái Jordan River Valley, và nó bao gồm cả một phần Do Thái bây giờ. Thì trước cái đệ nhị thế chiến đó, thì đất nước Do Thái chưa hình thành. Thì đó là cũng nằm trong cái khu vực đó. Và như chúng ta biết thì nếu mà Nhất Anh thích đọc về Kinh Thánh chẳng hạn, thì phần lớn những cái câu chuyện trong Kinh Thánh đều xảy ra nằm trong cái khu vực của cái khu vực gọi là Jordan River Valley. Và đó cũng là một trong những cái địa điểm mà bây giờ chúng ta có thể đến. Chúng ta đi thăm bên Do Thái cũng được, mà chúng ta đi thăm cả bên Jordan nữa, thì chúng ta sẽ hiểu hết một số những câu chuyện Kinh Thánh từ Cựu Ước cho tới Tân Ước. Vậy trước tiên mình nói tới về địa lý trước đi anh Thắng. Jordan là nằm sát bên Israel hay sao anh Thắng? Thì bây giờ chúng ta có hình dung như này. Tới cái địa Trung Hải phía dưới miền Nam đó. Phía miền Nam của địa Trung Hải thì nó giáp với cái biên giới với cái đất nước gọi là Ai Cập. Và bên về phía bên miền Đông đó thì nó giáp với cái biên giới với cái đất nước Do Thái. Và ngay bên cạnh Do Thái về phía miền Đông đó thì đó là Jordan. Và cả hai cái đất nước này được phân chia một cái đường biên giới, tại khái họ lấy con sông Jordan River đó để làm cái ranh giới giữa hai cái đất nước. Thế tuy nhiên thì nói là gần như vậy thôi, cũng có lúc thì nó bên qua những cái thung lũng thì thuộc về bên Jordan, có những cái thung lũng thì nó nằm về bên Do Thái. Nhưng mà nói chung thì chúng ta đi xuống dọc theo phía miền đông đó, thì tức là hai đất nước Do Thái và Jordan giáp với nhau. Và thủ đô của Jordan là tên là luôn hay sao anh Thắng? Thủ đô của Jordan tên là Amman. Amman là cái thủ đô lớn, tương đối là đến bây giờ thì tôi có dịp trở lại và Amman. Cách đây hơn 10, 15 năm tôi có dịp đến Amman một lần. Và những cái lần đó thì phải công nhận là Amman vẫn còn khác lắm. Cũng còn nghèo và nhỏ. Thế tuy nhiên bây giờ thì chúng ta có dịp đến với thủ đô Amman của Jordan đấy. Thì nó hoàn toàn thay đổi. Và đây cũng là một cái đất nước nó có khá nhiều cái phức tạp, nhất là diễn tiến cái các vụ gọi là dân người tị nạn của Syria, có nhiều người tị nạn của Iraq. Họ đã đến một cái đất nước và họ chọn cái đất nước Jordan làm cái nơi tạm trú. Thành thử Jordan là một đất nước có khoảng 10 triệu dân thôi. Với một cái đất nước mà 10 triệu dân thì không có lớn lắm, đúng không? Nhận thấy đâu có lớn. Thế tuy nhiên thì cái số lượng mà người tị nạn đến có thể đến 3 triệu dân. Tức là cuộc chiến giữa Syria xảy ra, nội chiến Syria xảy ra, và cái số lượng người Syria họ chạy tới bên Jordan họ tạm trú. Và trước đó thì những người Iraq nó cũng chạy qua. Thì mình nói về một cách địa lý một chút xíu đó, thì Jordan là một đất nước bên tây, về phía tây đó thì giáp danh với Do Thái. Mà phía bắc là giáp danh với Syria. Mà phía nam của họ đó, vì phía nam với phía đông của họ nó giáp danh với Saudi Arabia. Thành thử chúng ta càng đi xuống phía dưới đó thì nó giáp danh với một cái đất nước mà sa mạc cũng khá lớn, đó là Saudi Arabia. Và sau đó thì nó có một cái khoảng cách nhỏ để mà đông ra biển Hồng Hải.
Nói đến chữ Hồng Hải, tức là Red Sea đó. Thì chúng ta thấy đất nước Jordan cũng có một cái cửa ngõ để đi ra biển. Và cái con đường đó là con đường mà ngày xưa người ta tin rằng Thánh Mô-xê đó, trong cái Kinh Thiệu Ước nói là đã đưa đoàn lưu dân Do Thái từ Ai Cập trở về phía Bắc để đi tìm miền đất hứa. Và đó là cái câu chuyện trong cái Kinh Cựu Ước. Và bây giờ chúng ta có dịp đến với Jordan, chúng ta sẽ thấy được những cái di tích, những cái thánh tích đó còn được ghi lại ở bên cái đất nước Jordan bây giờ. Vậy thì khi mà ví dụ như du khách mà đã tới Israel rồi thì thường là người ta cũng sẽ đi luôn tới tại Jordan, tại vì nó có cái có nằm cái Red Sea ở giữa đúng không ạ? Chúng ta đúng vậy. Nhưng mà nó phải phân chia hai cho hơi một chút xíu về vấn đề Bible. Bible thì mình phân chia là có hai phần, phần Kinh Cựu Ước và phần Kinh Tân Ước. Và nếu mà nói Kinh Tân Ước thì có lẽ nó là một phần lớn nó nằm ở bên Do Thái hiện tại. Do Thái với Palestine. Đó là nói chung đó. Chẳng hạn như sở dĩ nói như vậy, mình nhảy ra ngoài chút xíu mình nói. Chẳng hạn như chúng ta đến thăm những cái Jerusalem. Jerusalem bây giờ thì thuộc về Do Thái. Thế nhưng mà nếu mà nhất anh muốn đi thăm hang Bethlehem đó, tức là Bethlehem đó, thì chúng ta lại đi qua cái phần tự trị của người Palestine. Thành ra hai phần đó nó nếu nói về vấn đề chính trị thì nó hai là phần hai khác nhau, hai cái chính phủ khác nhau, hai cơ quan chính quyền khác nhau. Nhưng mà nếu nói về cái phần đất thì nó rất là gần nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về cái phần đất giữa Tân Ước với Cựu Ước thì nó lại cách nhau như thế này, là một bên ở bên Do Thái và một bên ở bên Jordan. Thành thử tùy nhất anh muốn đi xem cái gì. Thế tuy nhiên thì với cái thời điểm hiện tại bây giờ đó, thế giới thay đổi khá nhiều. Thành ra nhất anh cũng để ý là Đức Giáo Hoàng, hai vị Đức Giáo Hoàng của Thiên Chúa Giáo, Cơ Đốc Giáo đó, đã từng đi qua bên Jordan và đến với cái vùng đất của Thánh Mô-xê ngày xưa, nơi mà Thánh Mô-xê đã đứng đó để tìm ra phần đất gọi đất hứa cho người Do Thái. Và hai vị Đức Giáo Hoàng đều đã đến đây, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và Đức Giáo Hoàng Benedict 14, thì cả hai ngày đều đã đến. Cảm ơn Thắng, và như anh sẽ nghe Thắng kể nhiều hơn cho Nhân Anh về Jordan trong phần tiếp theo của chương trình. Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, khi mà anh Thắng đang dẫn Nhất Anh cũng như là khán giả đang đi tới đất nước Jordan. Trong phần 1 thì mình nói rất là nhiều tới địa lý của Jordan rồi, thì trong phần 2 này mình tập trung nói về Jordan có những cái gì để mà khi mà du khách tới người ta có thể thưởng thức. Anh Thắng, cảm ơn Nhất Anh. Thì nếu mà nói về Jordan có cái gì đó thì quả thực thì có hai phần chúng ta có thể nói được đến Jordan. Jordan thứ nhất thì trong cái phần 1 chúng ta trình bày đó, chúng tôi có nói đến với vấn đề quý vị nếu mà thích thú hoặc là thích đi chiêm bái về Kinh Thánh, về những Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước, thì chúng ta phải đi qua cả bên Do Thái lẫn cái Jordan. Tại vì hai cái đó nó tương đối nó bổ túc với nhau và nó nằm hai phần khác nhau. Nhưng mà chúng ta đến một trong hai thì đều thiếu cả. Nhưng mà quả thực thì cá nhân tôi đi cái phần bên Cựu Ước, về nơi mà Thánh Mô-xê đứng trên một cái khu vực đỉnh núi Nebo để mình nhìn về cái phần đất mà đất hứa ngày xưa mà ông Thánh Mô-xê đã dẫn đoàn lưu dân tới và phải mất tới 40 năm để đứng tìm ra cái chỗ đó, về tìm ra mình đất hứa cho người Do Thái, thì cũng cả một cái thích thú. Và có nhiều câu chuyện trong một cái phần trình bày khác, có lẽ chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết đó, đến cái chỗ đó nó có những cái gì chẳng hạn. Thế tuy nhiên sau cái phần chiêm bái về tôn giáo thì chúng ta phải nói đến là những cái thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới bây giờ. Chẳng hạn như một cái thắng cảnh mà nổi tiếng mà của Jordan đó, mà giờ đi gọi là làm cho du khách khắp nơi trên thế giới đổ dồn về Jordan đó, là phải nói đến cái di tích gọi là của một cái gọi là thành phố đã mất đó là Petra. Petra là một trong những cái mà đã gọi là được thế giới vinh danh là UNESCO một di sản văn hóa thế giới. Và bây giờ đó cũng là một nơi chốn mà du khách đến rất là đông. Và tại sao nó là thành phố đã mất, và tại vì nó không còn nữa hay sao anh Thắng? Thực sự cái thành phố này đó ngày xưa nó có khoảng hơn 2.000 năm trước. Thế nhưng mà từ cái thế kỷ thứ 14 trở đi đó là hoàn toàn nó biến mất trên cái bản đồ thế giới, tức là người phương Tây không ai đặt tới chân tin nữa, không có ai để ý tới nó nữa. Và đây cũng là một trong những cái địa điểm mà nếu chúng ta đi qua bên Jordan đó, chúng ta mới đi đến Petra, chúng ta mới thấy đây là một cái địa điểm mà nó nơi là tất cả những giao thương của các nền văn hóa nổi tiếng trên thế giới đều đi qua cái con ngã đó. Đều đi qua cái điểm đó. Nhưng mà từ thế kỷ thứ 3, hơn 300 năm, 400 năm là nó bị biến mất, là như thế này,
không ai để ý đến nó nữa. Yeah. Tức là sau một cái thời gian mà tranh chấp giữa các vùng tôn giáo, và sau đó người ta rất chú tâm đến những cái vùng khác, và cái Petronas đã bị gọi là không ai, phương Tây không ngõ ngàng gì tới đó nữa. Yeah. Nhưng mà cái thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 19, thì một người ở bên Thụy Sĩ, nhà coi như nhà thám hiểm, nhà mạo hiểm, họ đã lật lại cái làm cho cái Petra sống dậy. Yeah. Và từ đó người ta biết nhiều về thành phố Petra này, thành phố đã mất. À, có đến Petra thì chúng ta mới thấy đây cũng là một trong những cái mà tại sao gọi Petra là một cái bảo vật, hoặc là một cái nơi nó có chứa nhiều cái điểm văn hóa khác của một nền văn minh khác. Yeah. Ở cái vùng khu vực đó. Yeah. Thì chúng ta đến chúng ta thấy cái kiến trúc của họ, cách sinh hoạt và sinh sống của người ngày xưa đó, thì chúng ta mới biết tại sao thì người ta mới cho là Petra cũng có một cái nền văn minh riêng của nó. Và bây giờ thì du khách khắp nơi trên thế giới một phần đổ đến Jordan chỉ vì cái Petra. Yeah. Nhưng mà cái kiến trúc với lại cái nền văn minh của Petra nó khác như thế nào so với những cái nơi khác ở trên thế giới? Chẳng hạn nếu chúng ta nói về cái kiến trúc nó khác như thế nào thì Nhất Anh có thể hình dung ra cái chuyện chúng ta đến Egypt đúng không? Yeah. Chúng ta đến Egypt, cái kiến trúc đầu tiên của Egypt mà làm cho chúng ta đập vào trong cái trí óc của chúng ta và làm chúng ta tạo cái tò mò chúng ta đó, nó là cái kim tự tháp. Yeah. Nó là một cái kiến trúc mà cách đây khoảng 4-5 ngàn năm mà họ đã làm một cái kỳ công như vậy. Yeah. Nhưng mà bên cạnh những cái kim tự tháp đó, nếu mà Nhất Anh càng đi sâu vào trong những cái kiến trúc cổ của người Ai Cập cổ đó, chúng ta thấy ngoài kim tự tháp nó có những cái building về những cái gọi là những cái thạch trụ, những cái obelisk, có những cái câu gọi là pillar, nó lớn vô cùng, và người ta sẽ không hiểu tại sao mà người Ai Cập cổ họ làm được. Và nếu cũng cái kiến trúc như vậy chúng ta đem sang với Petra thì chúng ta mới thấy ở Petra người ta cũng đã đục vào những cái khúc núi và đục vào những cái tảng núi như vậy đó, người ta tạo ra những cái gọi giống như là một cái đền đài, vào nơi đó là chất chứa nhiều cái lăng mộ. Nhưng mà đồng thời cái lăng mộ đó được kiến trúc rất là đẹp, và cái lạ là cách đây hơn 2000 năm mà người ta làm những cái pillar là những cái thạch trụ tròn đứng lên đó, mà rất là đều và rất là kiến trúc, và họ đưa cả một cái văn hóa triết lý sống của người cái khu vực của Petra ngày xưa đó, họ ghi khắc trên những cái kiến trúc đó. Thành ra chúng ta đến nơi chúng ta mới nhìn thấy những cái đó và mình mới ngưỡng mộ. Cách đây khoảng hơn 2000 năm rồi mà người ta đã có cái những chuyện đó, tức là 2000 năm là mình nói trước thời công nguyên đó. Có nghĩa là ở đây họ đã có những cái kiến trúc văn hóa của Ai Cập ảnh hưởng đến, tại vì nó cũng là trên đường từ Ai Cập đi đến khu vực của Jordan River Valley, cái thung lũng của cái Jordan đó. Thành ra chúng ta thấy đây là cả một cái nền văn minh giao thương giữa Ai Cập, giữa những cái nước từ Ấn Độ sang, đi từ con đường Hồng Hải lên. Và sau đó là từ đó chúng ta đi tới Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một cái đặc biệt đúng không? Jordan đó, phía Bắc thì là Syria, nhưng mà bên cạnh đó, bên cạnh cái Syria nó là Lebanon. Nhưng mà bên trên cái Syria, bên Lebanon nó chính là đất nước thời kỳ, tức là Thổ Nhĩ Kỳ. Và Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một cái đất nước có một cái văn hóa rất là đặc biệt. Và nói đến văn hóa ở bên Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta lại miên man sang một cái văn hóa của Thiên Chúa Giáo, của Hy Lạp. Tất cả và La Mã nữa, tất cả đều được kiến trúc ngay ngay tại cái khu vực đó rất là nhiều. Và ngay cả chúng ta đến với Jordan thì cái thành phố Jeras là một cái thành phố nằm phía bắc của thủ đô Amman. Ở đó chúng ta thấy được cả một cái cổ thành La Mã được nằm ở đó, nó gọi Jeras. Cổ thành La Mã, cái cổ thành rất là lớn và cũng bị chôn vùi, nhưng mà đến thế kỷ thứ 19 mới được người phương Tây khám phá trở lại. Thành ra chúng ta đi qua với cái vùng miền đất đó chúng ta mới thấy được cái lúc nào tôi có dịp đi nhiều. Thành ra cá nhân tôi đó, tôi rất là ngưỡng mộ những cái công trình của người phương Tây đã khai quật lại những cái tìm lại những cái gọi là cái di tích cổ, và tìm lại cái di tích cổ là một phần thôi, nhưng mà những cái văn hóa và những cái văn minh cổ của con người cách đây 2-3 ngàn năm đều được khai quật lại. Và cái đó làm cho cả một cái nền văn minh, cả một cái nền văn hóa sống dậy và nó nói chuyện được với chúng ta bằng cái ngôn ngữ riêng của họ. Thì cái ngôn ngữ đó thì chúng ta thấy bây giờ đâu có ai đọc được những cái chữ nghĩa ngày xưa của họ, nhưng mà bây giờ chúng ta đọc được là nhờ công lao của người phương Tây. Và đó cũng là một trong những cái điểm mà cá nhân tôi rất là tôi cũng ngưỡng mộ những người nhà khảo cổ học, những nhà địa chất học, những nhà gọi là đã đi tìm những cái văn minh cổ của thế giới. Câu hỏi cuối cùng mà anh muốn dành cho anh Thắng đó là cái thời tiết ở Jordan thì như thế nào anh Thắng?
nó là sa mạc. Yeah. Thế tuy nhiên là tùy theo cái mùa chúng ta đi. Thành ra nếu mà chúng ta đi vào những mùa nóng thì nó nóng. Thế tuy nhiên là cái sa mạc của nó vẫn khác hẳn với cái khu vực ở bên Ai Cập. Thành thử đi vào một cái mùa bình thường thì chúng ta đi vào mùa xuân hoặc mùa thu đó thì lúc nào thời tiết cũng rất là dễ chịu, yeah. không đến nỗi quá nóng. Yeah. Thành ra tôi lúc nào và cái đoàn du khách của chúng tôi lúc nào cũng đi vào những cái mùa đó. Và yeah. đó cũng là một cái địa điểm là chúng ta đến Jordan thì chúng ta nên đến Do Thái. Mà đã đến Do Thái chúng nên đến Jordan. Yeah. Và nếu có thể chúng ta đi Ai Cập, đó là con đường ngày xưa của thánh nhân đã đi qua, của yeah. Chúa Giêsu cũng đã đi qua, của Đức Mẹ, của Thánh Giuse, vân vân. Và Kinh Thánh cũng như Cựu Ước cũng như Tân Ước cũng có những bước chân đã đi qua những con đường đó. Và yeah. đó là một trong những cái con đường du lịch mà tôi nghĩ nếu ai thích thú về cái văn minh cũ của con người thì nên đến với cái vùng đất đó. Dạ, cảm ơn Thắng rất là nhiều. Thực sự thì 15 phút sẽ không thể nào mà nói được hết, nhưng mà hy vọng là qua 15 phút này thì khán giả có thể hiểu thêm một chút xíu về Jordan, và hy vọng là một ngày nào đó khán giả cũng sẽ được đặt chân tới đất nước này. Dạ. Cảm ơn quý vị thính giả. Dạ.